Nhắc đến cái tên Ngô Tuấn Trung, người hâm mộ ấn tượng bởi phong cách thi đấu quyết liệt, thậm chí lăn xả đã trở thành thương hiệu. Còn nhớ ở mùa giải VBA 2016, hậu vệ dẫn bóng tài năng này đã góp công lớn trong cú lội ngược dòng ngoạn mục của Hồ Chí Minh City Wings trước Hà Nội Buffaloes để lọt vào trận chung kết. Thế nhưng ít ai ngờ rằng, chỉ một năm sau đó, người hâm mộ phải chứng kiến đương kim Á quân Hồ Chí Minh City Wings lao đao bởi cơn bão án phạt cấm thi đấu. Và hai trong số đó đến từ những hành vi thiếu kiềm chế của đội trưởng Ngô Tuấn Trung. Mất đi chỗ dựa về tinh thần lẫn chuyên môn, đại diện thành phố mang tên Bác chỉ giành được 5 chiến thắng kể từ đầu mùa, trước khi thắp lại hy vọng mong manh dự tranh play-off trong cuộc đối đầu trước Hà Nội Buffaloes. Thế nhưng trong lần tái đấu đối thủ nhiều duyên nợ, đương kim Á quân một lần nữa thiếu vắng sự phục vụ của thủ lĩnh. Lần này không phải do phạm lỗi mà chấn thương đã khiến Tuấn Trung rời sân trong tiếc nuối. Một Hồ Chí Minh City Wings không có Ngô Tuấn Trung đã không thể một lần nữa tạo nên kỳ tích. Phong cách của mình thì chắc chắn là vẫn sẽ giữ như vậy để mình chơi rồi, nhưng mà chắc chắn là sẽ phải thay đổi về cái tính cách của mình, không tranh cãi với lại những trọng tài nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ về Tuấn Trung và dành cho đội City Wings tình cảm. Chúng tôi sẽ trở lại vào năm sau. Xin cảm ơn. Mặc dù phải sớm chia tay với giải đấu, thế nhưng đây sẽ là bài học kinh nghiệm quý giá để Hồ Chí Minh City Wings trở lại mạnh mẽ hơn trong mùa giải năm sau. Với riêng Ngô Tuấn Trung, hãy tiếp tục lĩnh sướng hàng công với sự nhiệt huyết được dẫn dắt bởi cái đầu lạnh.